Zone đang đến, Yasuo đang đến, đoạt mệnh và chăn trối đi bạn. Quá, hai anh em nhà này bị Fear và Ad đang hồi máu quáng chạy, chạy hẳn về hướng của Annie ạ. Để idol, để đấy idol lo, thằng tiếp theo sao. Hecarim vào đây, vào đây. Quy, thôi xong rồi, hết thằng này rồi. Chúng mày làm sao? Mày. Thôi đen. Thế nào đó hồi trước cuối nhanh thế nhở? Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là bình luận ranh đồng cùng với idol Phát An. Rất lâu rồi chúng ta không làm với Phát An anh em ạ. À, idol thì đã lên tới bạc đoàn rồi, nên là những game đấu của Phát An ở tại Major Bắc Mỹ thì nó không còn tấu hài như ngày xưa nữa. Nhưng game đấu này đặc biệt là chỗ là đua cùng với bạn cùng phòng có tên là Apra23. Thế nên là thanh niên này đang ở mức rank tầm sắt đoàn thôi. Và cái lobby này xuất hiện rất là nhiều sắt đoàn, thế nên là vẫn có những game đấu mà lâu lâu thì có tính giải trí khá cao. Và từ sau thì Phát An cũng đã gắn bó với anh em nguyên một năm vừa rồi tại channel Văn Tùng rồi, nên là cuối năm thì cũng là một cái clip để anh em nhớ về idol của chúng ta như là một huyền thoại trên kênh Văn Tùng nha anh em nhé. Let's go. Có thể là Max Smoothie sẽ bị đấm ở đây. Idol đã không cắm mắt về nào đổi máy quét nữa. Đổi giáo án rồi anh em ơi. Chém tay liên tục đủ tầm để quy rồi. Quy vào chém liên tục tốc hành đến từ zone. Tốc hành đến tốc biến theo đến từ zone. Thôi. Quá. Top toa rồi anh em ơi. Bắt đầu lướt lên từ Yasuo. Lướt chém rất phũ đến từ Yasuo. Chém liên tục đến từ Yasuo. Thiếu đốt luôn bạn. Đây. Thôi. Hồi máu lại đến từ vị trí của Yasuo. Ô, tốc biến đâu? Dính giật bắn chuẩn nhờ. Đấm liên tục vào mồm. Liết là hồi lướt lên bảng nữa rồi. Phát An thì đang ăn súng bùa đỏ rồi. Chờ tí cái boss chờ tí, át chờ tí AK64 ơi. Chờ tí idol xuống anh cho. Yasuo một mạng xuống đây một mạng một khởi đầu hết sức 3 chấm. Phát An xuống rồi. Làm sao để ông AFK không? Blitz AFK. À, cứu. Chém nhận được Blitz rank rồi. Ad đừng đánh tay đồ và sau đó thì bác làm cho Ad và sau đó thì bật sụt. Yasuo ra làm cái gì ở đây? Trời đất là trời. Blitzcrank ăn 2 mạng rồi. Chịu, tàn vào kiếm thằng Max Smoothie rồi. Max Smoothie đang bị đấm liên tục. Nghe đồ mày có chiến công đầu. Mày chiến công đầu với chúng tôi. Ok chưa? Idol đã lên tiếng rồi anh em ạ. Mỗi lần mà Idol cầm Master Yi thì đừng hỏi về độ chiến luôn. Hạt thông đổ qua. Thôi. Má nó đang cướp bổ xanh, nó bảo nó phá cay thế nhờ. Rồi kéo bạn đây. Ô, làm gì đây? Né. AK64 đang né. Yasuo. Không vẻ đó. Ôi, cái tường gió cái gì đấy trời ơi là trời. Núp sau cái tường gió kìa, đù má. Tiêu hiểu. Đánh cái gì mà tấu hài vậy? Phát An lại xuống rồi. Cầm mẹ đó. Mày mới đấm tao đúng không? Mày mới đấm tao quy vào thứ đốt chém mày luôn, chém mày luôn. My god. Làm gì đi Yasuo, lướt lên bắn bạn ơi, lướt chém bạn ơi. Lướt lên, đúng rồi, tốc biến lên chém, tốc biến chạy đến từ Blitzcrank rồi, bỏ mẹ rồi. Sống luôn. Blitz đánh hay thế nhờ. Khóa rất tốt đến từ Apra và chiêu cuối luôn, ok chưa? Bạn cùng phòng với lại Phát An đã có được một tình huống solo kill được vị trí. Thôi. Zone Yasuo cùi quá anh em ơi. Giờ án kiểm soát sớm bị bắt bài rồi anh em ạ. Việc nổi tiếng đôi khi nó cũng làm cái gì đấy nó hơi bị tai hại một chút. Nổi tiếng quá cái giáo án bị bắt bài rồi. Hecarim bắt đầu băng thẳng vào. Mày vào đây làm gì đây. Thôi. Không vẻ đó. Không được đứt anh em ơi. Gì này không được đứt anh em à. Bot không vào giúp lại còn bị kéo nữa. Mày. Vào giúp thì không vào. Cái ta ăn rồng không vào giúp. Sao lại còn đứng ở dưới bot chết nữa. Mày. Vãi cả đái thật. Cái này level 8. Zone còn chiêu cuối nữa đâu. Zone nhả W ra lấy bùa đỏ chọc liên tục. Phát An vòng ra với chiêu cuối đang sẵn sàng. Thiêu đốt còn. Bật chiêu cuối chém luôn. Zone làm gì đấy bạn. Thiêu đốt luôn đến từ kêu. Kêu tung chiêu cuối còn quy nha. Quy thẳng vào. Ok chưa? Zone mình tính bật tốc hành lên KS vãi nổi. Bật tốc hành lên tính KS. Bot đánh có khác thì tấu hài không đây, không ba Yasuo dựng cái tường gió làm cái gì đây?
Dựng từng gió xong lúc sau từng gió xong bị đấm móc lên và lướt lướt một hồi thì lướt lên bảng luôn rồi. Kéo chúng lại chết nữa cho mà xem. Ồ, biết ngay mà. Ôi chí mạng luôn, đèn thế, có Dinh biết chơi nhờ. Hồi máu đến từ Dinh luôn ạ. Trông chờ gì mấy thằng này hả anh ấy. Tự mình xanh, tự mình tự lực gánh tim thôi. Quy vào chém luôn, mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Ok chưa? Ok, ok, ok. Một mạng thì Zone ăn lối trụ tôm đi bạn. Hey Karin đang lên rồi, hey Karin đang lên rồi. Phát ăn ngửi thấy cái mùi gì đó, nó không thơm rồi. Tôi. Quy né luôn chiều cuối. Ôi tôi. Càng. Outing lobby. Bên này Yasuo vào ăn buồn đỏ. Má, đi đây. Về cái buồn đỏ đấy, bố mới về, bố mới ăn. Nhớ hiểu. Blitz đi ra. Kéo tốt đến từ Blitzcrank và beat Tipper, nó tốc biến triệu hồi Tipper đến từ vị trí của Annie. Và thôi xong, Abra 23 đang chạy không nổi, bị gấu nó vả vào đầu phát chết luôn rồi. Hơi đen dành cho Abra 23 rồi. Blitzcrank biết chơi anh em ạ, Blitz này kéo ác vãi. Zone ra đẹp gì, đoạt mệnh thẳng vào ba người đến từ Zone trong QW các kiểu đấy bạn. W một cái, ui Iron Sorry giáp nhiều tê. Đại băng tiễn ở đâu đó bắn Vuver lên khu vực cánh trên đến từ vị trí của Ash, trúng không? Đang farm lính bình thường ở đâu ra đấy. Tôi phát đàn bị bắt rồi. Phát đàn nỗ lực để chém thằng Blitzcrank nhưng mà nó không chết anh em ơi, nó hơi trâu ạ. Mất mạng của phát đàn và mất luôn cả ăn rồng rồi. Zone bắt đầu lò dò đi ra, bỏ cái laptop hả bạn? E xuống cướp rồng bạn. Oh my god. Một điểm quyết đoán nhá. Cộng một quyết đoán nhưng mà trừ một thông minh. Hạt thông có, e có, không dùng đâu. Ông flat xuống, chịu đấy, ông lấy gì đi lên nữa. Khóa rất tốt chiêu cuối luôn, đấy Abra để e đi bạn ơi, hợp lý luôn. Phát đạn bật chiêu cuối chém vị trí của 403 rồi. Blitz đến cover, nhưng cover có được hay không đây? Không được rồi, mạng shutdown cho phát đạn, ok chưa. Thời điểm này là thời điểm có thể gọi là định đoạt cả game đấu đây anh em ạ. Một mạng shutdown 700 rồi cho Master Z. Nó là một cái gì đấy tương đối lỗi đến từ phát đạn. Nó kéo chúng là chết đấy. May là nó kéo trượt. Đẩy Q luôn Abra. Đẩy Q không trúng ai cả. Blitzcrank làm gì đây? Ôi mẹ, còn chiêu cuối. Ai. Chiêu cuối nó lắc ơi. Ôi Dính chưa hồi Tipper rồi. Bị thiếu đất bật lá chắn rồi, Dính kéo luôn rồi. Oh my. Đủ má Blitz bết ác à. Đứng trên zone đã có một chú shutdown được Hecari mà nhả E ạ. Giật E về. Solo 1-1 với lại vị trí của Heka luôn ạ. Ban căng nhờ đồ đạc như quần què mà vẫn solo được à? Ô. Ác thật sự, trong cái đó thì bật chiêu cuối lên chém đến từ phát đàn một. Thiếu đất đủ đạc. Tính toán hết rồi các bạn ơi. Tính hết rồi. Tính con AW rồi, thiêu đốt đủ đam luôn, ok chưa? Quá là hợp lý luôn. Vào đây, hai bùa chơi luôn bạn ơi, hai bùa chơi, cấp 11 chơi luôn, nhả e ra quạt Quy chọc tay đánh R luôn bạn ơi, Q3 luôn bạn ơi. Không có R thì Q3 có gì đang làm gì, Faran không cần phải đến nữa. Faran không cần phải đến nữa anh em ạ, tầm này hay ca này, solo tuổi. Dinh đang đẩy đứng dưới các bạn, ai đó về đi ạ, Yasuo về ạ. Đại băng tiễn có không? Bắn cái đại băng tiễn ra bạn, bắn cái đại băng tiễn ra thằng Yasuo nó lốc cho, đúng rồi, ui. Thần giao cách cảm ạ. Chém ra đi bạn ơi. Lướt lên chăn chối đi, trời ơi làm cái gì vậy? Má tệ thật. Đứng trên thì Zone đang ăn cho mình, nó trụ thì bị quạt. Hai thằng này chết cả cặp, sợ thật. Gà cả cặp luôn. Em hiểu kiểu gì luôn. Rồi thôi xong Abra rồi. Về Abra rồi. Tốc biến lên kéo đến từ Blitzcrank. Tốc biến né được Faran đến, một mạng cho Faran rồi. Thắng tiếp theo. Ô thôi. Bận. Cái gì? Mày làm sao? Mày như nào? Mày ôi trời ơi. Né kéo luôn. Quay lại chơi luôn. Bật E chém luôn. Ô thôi. Thằng bạn cùng phòng này đánh kỳ khoan. Thằng này tối phải cho mấy chai dầu ăn anh em ạ. Né kéo được hay không đây? Né kéo không được, bị mất máu nhiều. Heka đang vào tốc biến lên bắn, đạp thẳng vào đến Hecarim có mạng rồi, nhưng mà sao là trụ bắn chết rồi. Nhìn tần thế nhờ.
chọc mù mắt tôi đi các bạn ơi. Thằng lại cướp mùa đỏ của Fadan rồi. Mẹ hai cái thằng này. What are you doing, bro? Nhớ, yeah, đây, 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 ý tưởng nó gặp nhau rồi. Cặp mắt ra thoát đi về, Fadan phải hơi rén rồi. Mình kiến hơi đông, Zone lại băng ra và đó là một tiếng dính kéo rồi. Đây rồi, thủ thuế ơi, đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu bắt sai rồi. Quy vào chém mày luôn, chém mày luôn, chém mày như cá lóc rồi, gõ mày như gõ đầu cá lóc, gõ mày như gõ đầu cá lóc. Quy, 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 ok, tàng hình, bye bye. À, team nó hết rồi nhỉ, team nó hết rồi nhỉ. Team nó hết rồi. Theo hiểu chạy vòng vòng cái gì đi đâu, làm cái gì nó rõ ràng sao nào. Đường giữa vẫn đang bị tấn công liên tục, tung chiêu cuối đến từ Apora và chưa lấy được mạng của Kale rồi. Bên Quang lại bước lên kéo, góc này khó né lắm nhá. Né được, tạm thời rút lui được. Đường dưới thì xạ thủ solo với xạ thủ Ash có vẻ là hơi yếu so với Zing, Zing ăn trụ trước người sau rồi. Trụ trước người sau rồi, bật Quy lên bắn đến từ Ash, Ash bước lên phía trước mất nỏ từ thủ tốc biến đến từ Zone. Chiêu cuối đi, chiêu cuối đi, ôi là trời, chiêu cuối vào, đúng rồi, quạt nó đi, bạn đang quạt nó đi, gõ đầu nó như cá lóc, đúng rồi, chưa hợp lý đấy. Cổng cành, thế nhờ. Đứng trên thì Yasuo đang đi đẩy lẻ, thì bị Heka quạt chết ở đây rồi, 0-5-0 rồi, quá tệ. À, cái rank này đánh kỳ cục, thật sự. Idol gánh 1v9, gánh ỉa ở quần rồi. Đây, phát đàn đi ra mid là sắp hết thời gian sứ giả anh em ơi. Sứ giả ăn trụ luôn nhờ. Blitz đang đi ra sứ giả này các bạn ơi, ra đây hộ các bạn ơi. À, dầm bà thằng sắt đoán này, idol chả outing quá, xin mấy cái trụ các bạn nhá. Ăn trụ xong về anh em ơi, về về anh em ơi. Về, té 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 té, Eniza, về. Ba thằng còn lại không hỗ trợ được cái gì luôn ạ. Cắm mặt ra fit không. Thôi đi về bạn ơi. Mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây, mày vào đây. Không nâng đứt luôn ạ. Mày vào đây, mày vào đây. Mày vào đây. Ui, quả làm choáng hay Ad ơi. Đôi mạng rồi anh em ơi, đôi mạng rồi anh em ơi. Blitz kéo cái gì ở đây mày? Annie mày đứng lại. Mày đứng lại. Mày có gấu, còn tao có cái khác. Tao có cái khác, tao có triple kill. Ok chưa? Outing. Idol quá lao trình cái lobby này rồi. 1v9 là dễ anh em ạ. Trong cái đó đường giữa thì Yasuo bắt đầu lướt lên dựng tường gió khóa ánh sáng chưa. Mình hở phát ăn ra bốn thằng này lại tấu hài rồi. Phát ăn và ăn cho mình nó con bờ con Baron. Đen anh em ạ. À, là cồn Baron mà không thằng nào nghe, mấy óc chó này không hỗ trợ người ta gì cả. Dinh làm sao đấy nhở, bị nhả e. Ôi ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, một quy thôi không nói nhiều thôi cũng được, ăn được cái chỗ hai với ăn được mạng của Dinh rồi anh em ạ. Game bắt đầu được đẩy về thế cân bằng rồi đấy, hơn mạng hơn ở nhầm hơn tiền rồi đấy. Thua mạng nhưng bắt đầu có dấu hiệu hơn tiền từ team Phát An rồi. Chiêu cuốn đến từ vị trí của Yasuo ở nhầm là Hecarim lốc chúng Yasuo chăn chối luôn. Chán luôn. Phara lại đến đây rồi. Mắc quy mắc e rồi, không nâng đấp. Không cần phải nâng đấp anh em ạ. Máy này lò dò đi ra đây. Máy này ra đây, ra đây, ra đây. Thằng này bước vào đây. Ô Baron hả các bạn? Căng hả? Căng vậy bro. Andy gọi tipper và ăn Baron luôn mà. Căng thế nhờ. Rồi anh nhắm ăn được không? Nhắm ăn được hay không? Còn nó Baron kìa phát ăn ơi. Còn nó Baron kìa kìa idol ơi. Mấy này dám ăn Baron ảo thật. Lắc bắt đầu lò dò đi ra. Apra được phát ăn giao trọng trách đi ra cản Baron để phát ăn đi ăn rồng anh em ơi. Rồi. Baron với chúng tôi, Baron với chúng tôi mà được. Được bạn. Tối thưởng thêm cho vài lít dầu ăn nữa. À, con chó này. Bố mày hơi bị yếu mày rồi đấy. Mày làm sao? Oh, Iron Sorry. E. Tên lửa đạn đạo trúng nhưng mà chỉ trúng vào Phát An mà thôi. Đại băng tiễn từ xa trúng vào Blitzcrank, không trúng vào Ash, à, nhầm không trúng vào Zing, hơi đen. Game căng thế nhờ.
dính tí thì mủ, dám trêu người phạt ản. Một láo thật. 3.000, 3.001 tiền anh em ạ, ngon luôn. Giờ về đóng cái lưỡi hái vào đây là perfect anh em ạ. Yasuo vẫn đang đi đẩy lẻ anh em ơi. Cầm cái móc diệt chạy vòng vòng đẩy lẻ thôi. Thôi đi về nhá, yếu máu đi về nhá. Rồng rắn không ăn đi đâu đây. Gia phụ người ta ăn rồng kìa. Dỗi vãi ở lìn ra hai anh em họ Y này. Ok, trừng phạt lấy rồng cho phát an. 3.200 rồi, chuẩn bị về mua đồ là vừa anh em ơi. Mày thôi xong mày rồi, thôi xong mày rồi. Mày ba chặt anh em ạ, không nói nhiều. Chưa mua đồ đã ba chặt rồi. Thằng tiếp theo, thí sinh tiếp theo. Apra bị bắt và chạy về một hướng hơi xa, đồng đội một chút tốc biến kéo đến Brick kéo xịt rồi. Zone này đang đến, Yasuo đang đến, đoạt mệnh và chăn trối đi bạn. Quá, hai anh em nhà này bị phi và át đang hồi máu quáng chạy hẳn về hướng của Annie ạ. Để idol, để đấy idol lo. Thằng tiếp theo sao. Hay carry vào đây. Quy thôi xong rồi, thôi xong hết thằng này rồi. Chúng mày làm sao? Mày. Hơi đen. Thế nào cái hồi chiêu cuối nhanh thế nhở? Ôi con kêu nó đẩy thẳng xuống dưới rồi anh em ơi. Nó một đường nó đẩy thẳng vào đây thôi. Mà. Zone đi ra có gì đó, tốc hành lên, e lên và đọc trong quy đức các kiểu chiêu cuối giật về bạn ơi. Vật về bạn ơi, quy 3 vào bạn ơi. Cầu vòng tối thượng và át có mạng trong một tiếng đánh tay. Shut down thành công vị trí cái này khỏe thế. Ash reported. Hả? Report Yasuo. Ash report Yasuo anh em, đúng rồi, report X9 Yasuo nhá. X9 thành Yasuo dùng tao cái. Fit quá fit luôn. Idol đi về mua được cái gì đấy ạ? Mua được một cái gươm si vong cộng với cả một cái cao phiêu ở đây. Warhammer cao phiêu chấm hỏi. Ra solo Baron được chưa nhá? Tập này solo được Baron chơi anh em, có si vong rồi này. Thử nhá. Tôi không dám chắc đâu, bật chiêu cuối solo luôn. Rồi này làm cái gì đấy? Đi ra chỗ khác đi, trời đất ơi. Đừng có tấu hài nữa coi, ăn Baron đi, đừng có tấu hài nữa. Ăn từ từ các bạn. Cứ chém tay chọc phi mát thôi nhá. Ngon. Ok sure. Bao lâu không gặp idol vẫn kiểm soát Baron như đúng rồi. Anh em kiểm soát mục tiêu lớn phải gọi là vãi cả nồi luôn. Bên kia chợt nhận ra. Cắm mắt đứng dình ạ. Ui dồi, non chưa. Non như cái lốp xe luôn. Ai ra đấy mà bắt lẻ ở đấy hả bạn? Làm gì có ai ở đấy mà bắt lẻ đấy hả bạn ơi? Ô bạn ơi. Thôi bạn ơi. Apra bị dính kéo rồi. Đây nào, cái em mù mắt quá. Đại băng tiện bắn trúng sát thương chưa đủ. Apra vẫn sống ạ. Tốc biến lên Annie gọi gấu ra và sau thì ăn một cái E bấm cái đồng hồ. Phát An đang đến, bật chiêu cuối lên chém tạm thằng Heka trước. Chém tạm vào thằng Heka, thằng Dinh đây. Dinh đang bị thiêu đốt. Phát An chém một lúc hai thằng. Chém chết được một thằng hay không đây? Không chết thằng nào luôn ạ. Nhưng mà đó là tiếng Ad có mạng, Ad có triple kill. Ok chưa, Ad đã làm hết rồi. Kêu đang để lẻ đứng dưới, quá chết thằng nha. Nằm ở đây như một bãi rác rồi. Trong khi đó khu đường trên đó là vị trí của Yo Boyfriend đã đẩy tới trụ 3 và đang cầm Baron quạt. Quạt trả luôn, quạt mày quạt ai, mày quạt ai, mày tốc biến quy giận quy ba. Hơi đen tí thì có hai lại. Như vậy là chỉ còn lại một búp Baron duy nhất trên người của AK64. Heka bật cho mình đó là kỹ năng E lên, bắt đầu truy đuổi vào solo luôn bạn, đừng sợ solo luôn. Phát An ngồi xa cổ vũ, solo mày luôn, bắn nó luôn, bắn mày luôn, bắn mày luôn, bắn. À, hơi đèn. Sao yếu thế nhở? Bắn hoài không thấy đam đâu anh em à. Hoa thật. Heka nó có tí chống chịu rồi anh em ơi. Lại thua tiền rồi, không thua bao nhiêu đâu nhưng mà chuẩn bị đánh rồng này các bạn. Chuẩn bị giao tranh rồng nữa nào. Phát An nó bắt đầu lò dò đi ra rồi. Mắt khu vực này đối phương cắm là khá nhiều. Yasuo lại đam mê đẩy lẻ. Phát An đánh hạt thông nổ xuống chờ đấy, tư chiều. Nào, chúng mày vào đây ăn Baron hay ăn rồng đây. Thôi, Yasuo ra chỗ khác bạn ơi.
Ok, bắt đầu nhận ra vấn đề, bắt đầu lang thang đi, cặp mắt đã tốc biến chạy đến từ Afra, đã dính kéo rồi. Má, Rickray kéo dính thật sự, còng mẻ đó. Rồi đánh nhau to đầu hết đồng đội rồi, Fadan ơi, đại băng tiễn rồi, mà xịt rồi. Fadan vòng ra phía sau, Yasuo đi đầu, Yasuo tanh đi bạn ơi. Tanh cho idol chém nào, làm kéo xịt đúng không, mày kéo xịt một quy một thằng, thằng tiếp theo. Quy vào né skill đối phương, chặt, double kill, triple kill, ok chua. Ado làm hết, tích tiền. Hả, Anizen gì đấy bạn? Còn cái W má chứ. Quét mắt rồi, né rất bắn rồi. Ô, 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 thôi bạn ơi, thôi bạn ơi, thôi thá. Át hồi máu chết thế. Dinh đứng ở đây luôn rồi, thằng Yasuo zone đâu hết rồi ta. Má nó chứ zone làm gì không hỗ trợ cho người ta một chút. Cắp mắt ra đến từ zone. Dinh lại đứng ở dinh ở đây rồi. Đánh xạ thủ cứ như sát thủ, giật bắn chúng bật quy lên bắn luôn rồi. Đi luôn rồi, mất mẹ rồng rồi. À đây, à đây, à đây, đây, đây bạn này. Làm quả cướp rồng rồi, hai like bạn này. 3, 2, 1. Thì cướp luôn. Quá xì đà, cái team này không trông trời gì cả. Lắc có chiêu cuối không chịu dùng một cái S nữa. Khóa, khóa combo đi, đúng rồi. R luôn. Thôi, thôi, thôi. May là con Lắc nó khóa trúng chứ không được AK64 chắc là cũng gãy rồi. Keeper nó lại vả cho. Idol đang chờ mua cái gì đó trong nhà, đó là một cái vũ điệu tử thần cộng với một cái búa gỗ ở đây. Ba mươi lăm bốn mươi mốt và team Phát An nó không thua bao nhiêu tiền nhưng mà sắp mất linh hồn rồng đến nơi rồi. Hai anh em nhà họ Y này vẫn đang fit tụt nồi đấy ạ. Gánh oằn vãi đái. Bên kia là một con Heka, một con Kale rất xanh. Nhìn đồ này Kale nó quạt cho rẽ đầu hết. Đó, nó quạt Yasuo như quạt chả, nó gõ như gõ đầu cá lóc luôn. Giật bắn chúng, kéo chúng lính đến từ Brickline. Một idol bắt đầu bật chiêu cuối đi ra, chém quy vào, nhả đứt đứt, nhả lưu đạn ra, dính đại bằng tiễn và lên bảng. Thăng tiếp theo, mày nhờn với idol, thăng tiếp theo. Thí sinh tiếp theo mang tên Max Smoothie. Một thí sinh bốn chân và đang bị chặt, không có khác thì có chó, có khác thì có chó không chứ hả? Ok chưa, nhường hết mạng cho AD luôn. Đánh rất cống hiến, đánh rất gọi là nhường đồng đội. Biết hy sinh vì AD, nhưng thằng AD là thì không biết là có trông cậy gì nhiều hay không. Gánh một vết 9 rồi anh em ơi. Sắp full đồ rồi này. Bộ gỗ này chắc là mua móng vuốt hay cái gì đấy thôi. Để xem khi mà full đồ thì Phát An chém như thế nào. 31 phút 4 đồ rưỡi rồi. Bên kia thằng xanh nhất chỉ tầm 3 đồ rưỡi thôi anh em ạ. Outing cái lúc bin này rồi, không biết có gánh được hay không. Zone này đừng trên, thà chết chứ không chịu. Thôi về bạn ơi, đừng chết bạn ơi. Quyết tâm ăn nhà lính và bật tốc hành rút lui được. Kale đang dí, nhưng mà dí boyfriend đi ha. Phát Đạt đứng dưới không chém banh cái trụ này đâu ha. Xin cái trụ các bạn ơi. Xin luôn cái trụ dành cho Phát Đạt. Hả cái gì? Cái gì làm sao? Mày làm sao? Làm sao cơ? Hả? Dí mày dí ai? Bạn chắc chắn chưa? Bạn chắc về điều đấy chưa? Đây là phương án cuối cùng của bạn chưa? Ai là dí ác nhờ? Ok á. Làm sao? Trông có khác gì con gì có bốn chân không? Quy tiếp vào né làm choáng luôn, né làm choáng luôn. Bấm đồng hồ với chúng tôi. Quy. Tìm đâu hết rồi nhở? Đủ má tìm đâu hết rồi. Chiếc cuối cái gì đây? Không hiểu. Má. Yasuo đang đi đẩy lẻ anh em ạ. Ba cái team kỳ cục quá anh em ơi. Phá nhà kìa, Zone ping phá nhà kìa. Đừng có nghe thằng Zone. Đừng có nghe. Zone tao ghẹt cho Nexus. Mà mình đã đánh ngu thì còn cứ ping thôi. Cứ chỉ đạo người ta chơi game thôi. Yasuo đã tính, người ta đã tính về rồi. Cứ ping cái trụ thôi, người ta tính về đến nơi rồi, lính có còn đâu. Bắt ở lại ăn trụ, đéo hiểu. Thằng anh này tệ thật, thằng anh đi thí thằng em.
Thế nên ăn mẹ cái Baron rồi, lắc ra không kịp vào vùng đối tượng rồi, kêu mũ là nó quạt mấy hồi Baron anh em. Ma mất Baron hơi toang rồi. Ăn được 2 mega mất Baron này hơi toang rồi anh em ơi. Không có Baron không put end được á. 4-1-4-7 rồi. Đúng là Master Yi 1v9 rồi, móng vuốt Styrax rồi. Dược phẩm các kiểu cắn thuốc kích thích lên gánh cái team này thôi anh em. Nhường mạng cho Ashe xong giờ nó cũng hơi yếu. Game cân chặt chặt anh em ạ. Nào, làm gì đây bạn? Làm gì đây? Bật chục cuối chém luôn, Fadan thằng nào cũng chém, ngựa cũng chém. Ngựa cũng chém, bị làm choáng lại. Và đó là một tiếng chém đến Fadan ơi, bị stun, bị CC lên bảng rồi tên lửa. Sau đó thì bắn đi bạn ơi. Atok biến lên bắn được một mạng rồi, bắn Heka tiếp bạn ơi. Nhanh bạn ơi, hit and run rất tốt, double kill cho Ashe rồi. Bên này thì đó là Zone đến quạt chém liên tục, sát thương đủ và Zone có được một tiếng hạ cùng thành công Midcrank. Đoạt mệnh thẳng vào, Zing đi bộ lên. Sau đó tốc biến chạy, bị quạt, sát thương là khá nhiều hồi máu nhả W lại. Đạp cam rồi. Ashe W bạn ơi, đánh tay W, ok chưa? Kêu nó quạt nhà rồi kìa các bạn, về ai nó về defend được không? Yasuo về defend được không? Thằng kêu nó cầm Baron các bạn ơi. Kêu cầm Baron kìa. Nó cầm Baron kìa. Vẫn theo về ạ. Mất bà nó mega rồi. Về đi. Về đi các bạn kìa. Cái gì nhở? Zone với Ashe đang về ạ. Kêu nó quạt bể mẹ một trụ rồi. Kêu nó tính quạt trụ thứ hai nhưng hết lính rồi bạn ơi, hết lính rồi bạn ơi. Mày hơi liều, đại bằng tiễn suýt rồi. Sau đó thì tốc hành lên từ Zone, phát đạn đã bật chụp cuối dí theo phía sau. Dí theo phía sau, Zone đã có một tiếng dứt điểm được KO. Sau đó là 3 mega rồi, end luôn các bạn ơi, có ITP gì không? Đại bằng tiễn ở đâu đó bay qua kia rồi, đó là một tiếng Abra mất tốc biến rồi. Mất báo nhiều của W các bạn, W không được rồi. Zone cộng với đó là vị trí của Abra chết luôn ở đây. 3 mega cho team phát đạn mất 1 mega thôi cũng tạm tạm. Đổi thế cũng được anh em ạ. Bây giờ thì không có mục tiêu lớn gì cả, đang cố gắng defend mega top. Phát đàn đang lang thang ở đây để có thể bắt lẻ một ai đó. Tầm đồ này mà chém thì Heka Blitzcrank chém hết không vấn đề gì luôn. Mày vào đây mày thôi xong mày rồi. Ơ tỉnh vậy đu má, sao đi đây có cái linh cảm gì đó, nó giật ngược về thế kia nhở. Mày này ơ rơi chết rồi. Phát đàn chém tiếp, chém triple kill. Ồ, ác cái hết mất rồi. Gánh ác dở lắm, 19-12 anh em ạ. 3 mega, một trụ vệ nhà chính, game căng đừng hỏi. Đang đi bộ vào để cùng với Ashe kết thúc ván đấu luôn, ảo thế nhở. End được không ta? End được không nhở? Kêu nó vẫn còn full nha, còn chiêu cuối nhưng không có tốc biến. Nhà lính đường trên sắp hồi rồi kìa. Bị quạt đau quá, bắn đại băng tiễn trúng băng vào chém đến phát đàn kêu nhả chiêu cuối ra. Má, tức lỗi. Nó nằm đồ, nó quạt như quạt trả anh em ạ. Đù, nó quạt hút máu kìa. Bán đồ lên cả kháng phép anh em ơi. Phải lên kháng phép thôi anh em ạ. Không lên kháng phép thằng kêu nó quạt thốn quá. Nhưng 3 mega vẫn đang cố gắng gọi là duy trì thế lính đẩy ba đường, sau đó thì ăn ăn linh hồn rồng hay ăn Baron giờ ta. Baron còn tới 2 phút rồi. Khóa rất tốt đi từ Abra nhưng mà chưa tung ra chiêu cuối. Blitz gì ác vậy ông? Giờ kéo chúng sao nữa? Cho nó kéo luôn bạn, chơi luôn bạn. Thằng này bố láo nhờ. Không tên lửa đâu. Bây giờ cứ thấy tên lửa cái đại bằng tiện bay cứ vu vơ lòng vòng. Ôi mega nó sắp hồi hết rồi anh em ơi. Mất mega top giờ còn mỗi cái mega bot này không ổn rồi. Mục tiêu lớn còn toàn chỉ 2 phút nữa. Ui má nhìn đồn kêu kìa. Nản chưa? Chơi luôn, chiêu cuối bạn ơi, chiêu cuối là bạn ơi. Mày làm sao đứng lại, 4 trận, chạy đi đầu, solo kill. Đứng giữa thì đó là vị trí AK chết rồi, sau đó thì phát đạn băng thẳng và chém thằng Andy gặp nghe đồng hồ. Về, đủ má mày về. Về nhanh lên, nhà có cái nịt. GG rồi, Ashe đã chặn GG rồi, lắc đường chết bạn ơi. V
về Abra hết lính rồi, hết lính rồi, nó quạt thốn quá. Oh my god, thiếu gì cân bằng với En, không cần lính luôn ạ. Cầm mẹ tốc gáp easy mà gánh cái team 1v9 gánh không nổi anh em à. Cuối năm mà gặp mấy cái thể loại Yasuzone thì mà kỳ cục quá rồi, gánh thêm cái ông bạn cùng phòng này nữa toang chưa. Lâu không gặp idol vẫn đang phải 1v9 như mọi khi thôi anh em à. Mặc dù đã lết lên tới bạc đoàn, mùa trước lết lên vàng đoàn, nhưng mùa này vẫn đang hoàn toàn là vặt lắm. Hy vọng là sang năm mới thì idol Phát An sẽ có được cái thành tích tốt hơn và sẽ sớm trở lại rank vàng giống như Phát An hàng mong ước. Và hiện tại thì chắc là sau này cũng sẽ hơi khó để làm những game như thế này của Phát An. Tìm game nó sẽ mất hơi nhiều thời gian và nó sẽ hơi khó để tìm ra một game thực sự thú vị để cast, nên là lâu lâu sẽ quay lại Phát An một game, hai game thôi anh em ạ. Còn đa phần sẽ tập trung vào rank Việt anh em nhé. Xem rank Việt chat ôn gái bẩn nó cũng vui. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Văn Tùng nha. Bye bye.